Hello nha, xin chào tất cả các bác và trước mắt các bác đang là một đôi loa stereo có tích. Thì là hiện tại đợt trước em bán cực kỳ nhiều mẫu này. Em bán được khoảng 30 đôi như này rồi. Các bác rất là ưa chuộng và rất là yêu quý mẫu loa stereo này. Đây là hàng chính hãng các bác nhá, được bảo hành lên đến là 2 năm. Và giá hiện tại đang là hơn 11 triệu đồng. Và các bác vui lòng nhấc máy gọi cho em thì giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Chỉ còn khoảng đâu đó. Và hôm nay thì em quyết định giảm cho bác thêm 20%. Nó rơi vào khoảng gần 9 triệu các bác nhá. Gần 9 triệu đôi loa này. Em khẳng định với các bác là giá là em đã giảm cho các bác cực kỳ sâu rồi. Các bác không thể mua được ở đâu với những đôi loa như này mà giá thành lại rất là rẻ. Báo giá luôn cho các bác là chính xác là 8 triệu 900 nghìn đồng các bác nhá. Các bác mua ở những cơ sở khác, người ta chưa có chạy chương trình, chưa có khuyến mại thì đôi loa này nó rơi vào khoảng hơn 12 triệu đồng các bác nhá. Loa chính hãng, logo phát sáng của hãng TD Acoustic cực kỳ đẹp. Đấy, các bác cứ lên trên mạng các bác ghi là loa TD EK12 Trung Quê, 2 đường tiếng các bác nhá. Cực kỳ đẹp của hãng TD Acoustic. Sở hữu một lớp sơn sần bóng cực kỳ đẹp. Đây. 8 triệu 900 nghìn đồng với mức giá là vô cùng yêu thương và hấp dẫn. Và chất âm của đôi này thì là được khẳng định rồi. Đấy, các bác đam mê âm thanh luôn theo dõi những hàng TD. Đây là một mẫu loa chất lượng nhất của hãng năm 2021. Đánh cực kỳ hay các bác nhá, cực kỳ hay và rất là ấn tượng và rất là đẹp. Hàng đặc biệt là hàng chính hãng nữa, nên bảo hành của hãng lên đến là 2 năm cho các bác. Đấy. Rất là ok các bác ơi, đang khuyến mại cực kỳ sâu, giá thành giảm hơn 2 triệu rồi. Và chỉ trong tháng này thôi, tháng sau thì là em sẽ về với giá cũ các bác nhá. Khuyến mại cho các bác một tháng tất cả các dòng sản phẩm liên quan đến nâng tiếng. Liên quan đến đồ TD là bên em đang chạy quảng cáo với mức giá là vô cùng là hấp dẫn và yêu thương. Và mọi chi tiết đặt hàng các bác có thể liên hệ ngay qua em qua số hotline 0708761888 các bác nhé. Và địa chỉ của em ở thành phố Hưng Yên. Một đôi loa rất là chất lượng của hãng TD Acoustic. Design bởi Italia, có nghĩa là công nghệ của Italia các bác nhá. Đây, hàng chính hãng TD Acoustic EVK12. Đấy, em đọc đấy nhá, Design Italia, Design bởi Italia và sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá. Design Italia, Made in China. Đấy, tay sách đằng sau rất là đẹp. Tự tin bán cho các bác cái mẫu loa này với mức giá rẻ nhất Việt Nam, cam kết với các bác. Rồi ok, em cũng xin được kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp